Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng khám chữa bệnh ngoại trú vì bác sĩ, nhân viên căng tin dương tính SARS-CoV-2. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa tạm ngưng khám chữa bệnh ngoại trú từ sáng ngày 3 tháng 7 tại cơ sở 1 vì liên quan đến các ca dương tính SARS-CoV-2. Trưa ngày 3 tháng 7, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận nơi đây đang tạm dừng một số hoạt động để kiểm tra lại các ca bệnh liên quan đến COVID-19. Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của bệnh viện đã phát thông báo khẩn về các trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Thông tin ban đầu, 4 F0 mà bệnh viện phát hiện gồm một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, một bác sĩ khoa hồi sức ngoại thần kinh, một điều dưỡng tại phòng khám sàng lọc cổng 1 và một nhân viên cung cấp dịch vụ căng tin. Vì các trường hợp trên, bệnh viện sẽ tạm ngừng tiếp nhận khám chữa bệnh ngoại trú, cấp cứu, điều trị ban ngày và nhập viện điều trị nội trú từ 7 giờ sáng ngày 3 tháng 7 năm 2021 ở cơ sở 1 cho đến khi có thông báo mới. Với các bệnh nhân đã tiếp nhận ở cấp cứu và khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại trú trước đó, bệnh viện vẫn giải quyết điều trị. Nhân viên bệnh viện được khuyến cáo đang ở đâu thì ở yên đó, chỉ vào bệnh viện nếu cần thiết phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh và sẽ có thông báo hướng dẫn cụ thể. Hiện công tác điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đang được tiến hành. Trước đó không lâu, Bệnh viện Đại học Y Dược từng tạm ngưng nhận bệnh nhân mới từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 vì phát hiện một nữ điều dưỡng khoa thần kinh và hai người khác dương tính với SARS-CoV-2.